Xin chào các bạn. Như vậy là chúng ta đã hơn một năm cùng với thế giới chống lại đại dịch Covid-19. Có lẽ rằng năm vừa qua, mỗi người chúng ta ai cũng có những khó khăn riêng trong cuộc sống và trong công việc của mỗi người. Đại dịch Covid-19 như khiến cho mỗi con người chúng ta quay trở lại nơi bắt đầu. Chúng ta đi ít hơn, ở nhà nhiều hơn. Chúng ta sống chậm hơn so với cuộc sống trước đây của mình. Và có lẽ rằng trong những giây phút này, chúng ta có nhiều thời gian hơn để quay vào bên trong, sống chậm lại, cảm nhận mọi thứ sâu hơn và thấy cuộc đời này thật đẹp. Nhưng chúng ta cũng kịp nhận ra phần người quá mỏng manh. Sự có mặt của chính chúng ta trong cõi đời này là vô thường, là giả tạm, nhưng cũng vô giá, đáng trân quý và cần có ý thức trong từng phút, từng giây. Trong khoảng thời gian sống chậm như thế này, thật tuyệt vời khi tôi hữu duyên được đọc những dòng chữ trong cuốn sách với tựa đề Nếu biết ngày mai rời quán trọ của tác giả Thích Nữ Nhược Bình. Cuốn sách với giọng văn là những triết lý sâu sắc trong cuộc sống để cho mỗi độc giả có thể nhìn thấy được cuộc sống là cõi tạm nương, đời ta là quán trọ ven đường. Đau khổ nào rồi cũng qua, sướng vui nào rồi cũng kết thúc, những được, những mất rồi cũng theo gió bay xa. Vậy thì nếu biết ngày mai rời quán trọ, ta mang theo điều gì, tiếc nuối điều gì, thôi thì ta cứ bình thản bước tới và tùy duyên đón nhận. Đó là tất cả những gì mà tác giả gửi gắm qua giọng văn của mình trong cuốn sách này. Và trước khi chia sẻ nội dung đầu tiên của cuốn sách này với tất cả các bạn, tôi có một câu hỏi muốn hỏi tất cả các bạn như thế này. Các bạn có bao giờ vì sự tức giận của mình, vì những lời nói trong lúc tức giận đó, bạn đã làm tổn thương một ai và mối quan hệ đó không còn níu giữ được sau những lời nói đó hay không? Nhưng sau khi đọc được những dòng chữ trong tản văn đầu tiên mà tác giả gửi gắm cho độc giả của mình, tôi đã có những suy nghĩ khác đi. Làm sao để giúp cho bản thân mình có thể kiềm chế được những cảm xúc tiêu cực và những lời nói không nên nói ra lúc tức giận? Và tại sao chúng ta nên học cách kiềm chế, chế ngự những lời nói đó để tránh làm tổn thương nhau? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tác văn đầu tiên của Thích Nữ Nhược Bình quý vị nhé. Sự tử tế của một người được đo bằng trái tim dịu dàng của họ. Thích Nữ Nhược Bình. Học cách kiểm soát cảm xúc. Sống trong cõi đời này, muốn bình yên vui vẻ, bạn nhất định đừng bỏ qua bài học quản lý tốt cảm xúc của mình. Người kiểm soát tốt cảm xúc, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, hài hòa, bình yên. Đi đâu người ta cũng quý, ở đâu người ta cũng thương, làm gì cũng có người hỗ trợ, chia sẻ. Người không kiểm soát được cảm xúc, đụng chuyện gì cũng nói toạc ra, chuyện gì cũng dễ dàng nổi giận, dẫn đến việc hành động theo cảm tính, thiếu suy nghĩ và để lại những hậu quả khôn lường. Dẫu biết rằng cảm xúc của bản thân là điều khó kiềm chế nhất, nhưng nếu cả đời này bạn cứ để cảm xúc dẫn dắt hết lần này tới lần khác, hết chuyện nọ đến chuyện kia, cuộc đời bạn sẽ rất khó bình an.
Nếu cảm xúc là bản năng, thì kiềm chế được cảm xúc chính là bản lĩnh. Sự tu dưỡng của mỗi người, có tu dưỡng, bạn mới biết mở lòng bao dung, học được cách tha thứ, nhường nhịn, nhẫn được những điều khó nhẫn trong đời. Làm được như vậy, bạn sẽ dễ dàng kiềm chế được tính khí của mình. Chỉ cần quản lý được cảm xúc, chính là bạn đã quản lý được cuộc đời của mình, hướng nó theo điều tích cực và tốt đẹp nhất. Ngược lại, khi không thể khống chế được cảm xúc, bạn cũng chẳng làm chủ được cuộc đời mình. Ngày nào bạn không quản lý được cảm xúc, cứ để nó bộc phát tự nhiên, thì ngày đó bạn vẫn còn làm nô lệ cho cảm xúc. Khi cảm xúc không được kiểm soát bằng lý trí, bằng nhận thức, mọi hành động và nói năng của bạn dễ gây cho đối phương nhiều vết thương lòng, tạo những khoảng cách khó có thể lấp đầy. Khi làm cho người đau đớn, tổn thương, ta nuông chiều được cảm xúc bướng bỉnh của mình, nhưng lại đánh mất những mối quan hệ tốt đẹp, những tấm chân tình khó kiếm nhất trong cuộc đời. Bạn muốn thành công, thành danh, muốn có những mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa, muốn có một gia đình ấm êm, hạnh phúc, bạn nhất định phải học cách quản lý tốt cảm xúc của mình. Mỗi ngày một ít, mưa dầm thấm lâu, sự tu dưỡng đó từ từ sẽ điều chỉnh các trạng thái tâm lý của bạn, trở về tâm thế ôn hòa, định tĩnh. Bạn nên dành nhiều thời gian đọc sách, những cuốn sách nói về kỹ năng sống, về thiền. Bạn cũng nên dành thời gian thực tập thiền, tìm hiểu đúng về phương pháp hành, tự vạch cho mình thời khóa biểu để thực tập hàng ngày. Thiền định sẽ giúp bạn cân bằng cảm xúc, đưa tâm trở về trạng thái bình yên, tĩnh lặng. Bên cạnh đó, hãy tìm nghe nhiều pháp thoại, tập thể dục để có sức khỏe tốt, chọn những môn giải trí phù hợp, nghỉ ngơi, ăn uống điều độ để cân bằng sức khỏe, cuộc sống và cảm xúc. Chỉ cần quản lý tốt cảm xúc của mình, thể hiện cảm xúc đúng nơi, đúng người, đúng lúc. Chỉ vậy thôi, cuộc đời bạn đã thành công và hạnh phúc hơn nhiều rồi đấy. Nếu cảm xúc là bản năng, thì kiềm chế được cảm xúc chính là bản lĩnh. Các bạn thấy sao? Sau những chia sẻ vừa rồi của tác giả, có lẽ rằng là chúng ta đã biết cách làm sao có thể chế ngự được cảm xúc của chính bản thân mình rồi phải không? Và khi chúng ta có thể quản lý được cảm xúc của mình, chính lúc đó chúng ta có được hạnh phúc và có thể giữ được những mối quan hệ thật tuyệt vời trong cuộc sống này. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, càng lớn chúng ta lại càng thấy ôi sống làm sao mà khó quá đi, làm sao có được bình yên trong cuộc sống này đây. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang một tản văn tiếp theo của tác giả Thích Nữ Nhuận Bình các bạn nhé. Bình yên giữa cuộc hồng trần. Khi tôi 20 tuổi, cuộc sống có rất nhiều lo toan. Tôi sợ hãi trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Đến năm 30 tuổi, những nỗi lo và buồn phiền cũng chẳng giảm đi. Bây giờ đã đi qua hơn nửa đời người, vẫn như vậy, cũng lo toan, tính toán, muộn phiền. Nói như vậy không hẳn cuộc sống chẳng có niềm vui, nhưng niềm vui mỏng manh và nhỏ giọt vô cùng. Tôi bắt đầu nghiên cứu và thực tập thiền. Thời gian đầu oải lắm, mệt mỏi và khó tập trung, đau chân và buồn ngủ. Nhưng từ từ rồi cũng quen, và tôi dần bắt đầu cảm thấy cuộc sống mình có được chút bình yên. Ngày xưa tôi hướng tâm ra ngoài, tìm niềm vui tạm bợ, nên cười nhiều, nhưng khóc cũng chẳng ít. Khi hướng tâm vào bên trong, tôi nhìn thấy mọi thứ chậm lại, sâu hơn, và thấy lòng mình dần bình thản. Tôi nhận ra rằng bản thân phải đếm được cuộc đời bằng nụ cười, chứ không phải bằng nước mắt. Và nếu cuộc sống này có mang đến cho tôi cả trăm lý do để buồn, thì nhờ sự thực tập này, tôi sẽ chứng minh cho cuộc đời thấy mình có cả ngàn lý do để vui. Cuộc sống này buồn hay vui, chỉ cần do mình quyết định và cho phép là được. Suy nghĩ tích cực là bài học mà mỗi người nên thực tập. Cuộc đời vô thường, phúc có rồi không. Mỗi cuộc hội ngộ đều là một phép trừ. Gặp nhau một lần
cơ hội tái hợp sẽ trừ bớt đi một lần. Chớ nghĩ đời người còn dài, cơ hội trùng phùng không thiếu. Kỳ thực chẳng ai biết được qua phút giây này ai còn, ai mất. Nên tránh làm tổn thương nhau khi duyên hội ngộ. Đời người chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Có những chuyện đã qua rồi là qua mãi, chẳng thể có lần sau. Có những người chia tay rồi là ly biệt mãi, chẳng thể nào gặp lại. Tha thứ được cho ai thì cứ mở lòng. Nếu không làm được, chính bạn đang tự trừng phạt bản thân là chưa thực sự muốn tha thứ cho chính mình. Ở đời, những gì cần giữ thì giữ, những gì buông được thì buông. Tập thói quen bình thản đối diện với mọi đến đi, được mất. Có những người, những việc hôm nay được xem là quan trọng, mang tính sống còn, nhưng ngày mai, ngày kia đã tan thành mây khói, trở thành dĩ vãng và chẳng còn chút quan trọng. Vậy nên, nếu không làm gì sai để lương tâm lên tiếng, bạn không cần nhọc lòng phân bua, giải thích. Buông bỏ cho tâm nhẹ nhàng, buông càng nhiều thì an lạc càng theo đó mà nhân lên. Sẽ đến một lúc bạn nhận ra rằng là một người lương thiện thực sự rất khó, khó hơn cả là một người thông minh. Bởi thông minh là do trời phú, còn lương thiện phải tu dưỡng mới thành. Vậy nên sống ở đời, lấy thiện đương đối đãi với người, lấy sự chân thành ứng xử trước sau. Với người thì bao dung, tha thứ và trao tặng, với mình thì giữ lễ, nghiêm cẩn và nguyên tắc. Lúc nghèo khó không nên than thân trách phận, biết đủ thời vui, gia cảnh nghèo như ý chí không nghèo. Hãy nhớ rằng chỉ có bệnh tật mới quật ngã được chúng ta, chứ nghèo khổ chưa phải là bi kịch lớn nhất. Cho nên không được để mất niềm tin vào cuộc sống. Cũng đừng cố chiều lòng, định nọt những kẻ giàu sang quyền lực. Nhất định phải đi bằng đôi chân, đừng đi bằng hai đầu gối. Nếu may mắn có cuộc sống sang giàu, cũng không nên xem thường người khác. Cung kính với người trên, hòa đồng với bằng hữu, hữu lễ với kẻ dưới, vui vẻ, an hòa với tha nhân. Bởi giàu tiền chẳng bằng giàu đức, nhà rộng không bằng tâm lượng bao la. Đừng cho rằng mình tôn quý mà xem thường kẻ khác. Nên lấy lương thiện để sống với người, lấy đức phục người để cuộc sống bình yên. Ai cũng nói, trên đời này chuyện không như ý nhiều vô số kể. Tôi lại không nghĩ như vậy. Thật ra, cuộc đời luôn công bằng, tốt xấu có đủ cho mỗi chúng ta. Chỉ là nhãn quan, tầm nhận thức và dung lượng trái tim chẳng tương đồng, nên mỗi người có cách nhìn đời với nhiều dị biệt. Đủ nắng, hoa mới nở, đủ ấm, sương mới tan, đủ thời gian xác thân này mới hòa vào cát bụi. Không có đau khổ, con người chẳng nhìn ra hạnh phúc. Không có tổn thương, chẳng ai biết trân quý tình người. Thiên hạ thù ghét khổ đau và hân hoan đón chào hạnh phúc. Chẳng ai biết rằng nhờ khổ đau hạnh phúc mới được thăng hoa, nhờ bão tố loài người mới trưởng thành khôn lớn. Suy cho cùng, hạnh phúc hay đau khổ, bão tố hay bình yên đều do tâm mà ra cả. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời, thiền sư Thích Nhất Hạnh. Các bạn thân mến, 4 câu thơ vừa rồi của thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng xin được tạm khép lại phần chia sẻ vừa rồi của tôi dành cho tất cả mọi người. Hy vọng chúng ta có thể mở lòng mình, lắng nghe, thấu hiểu và hãy thay đổi bản thân mình. Không lúc nào khác cả.